Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
sai một chút kìa. Tụi mày dám làm trong nhà tao hả? Anh dám nha. Ở nhò nữa hả? Ở nhò nữa. Ở nhò. Tao nói cho mày biết, mày dám quýnh bồ tôi chưa đánh. Chưa đấy. Chưa quýnh. Đâu ca đúng rồi. Mà trong 50 nó mắc cười quá trời ơi. Còn dâm tỉ mà. Mày dám tức tao hả con quái à? Giờ nãy cháu chơi chàng nãy mà giờ nãy có thể đi vô đi. Em đi vô đi, xuất sắc đi kìa. Em lại đi đâu cũng vậy. Quá. Khỏi nói cho nó chậm. Em lại đi đâu chậm. Vậy nó mới dám em chơi. Đúng rồi. Hợp lý á. Không nghĩ em đi tấu hài được á. Chắc chắc em lại đâu mà nói như vậy vô cho lại. Trời ơi, chơi hài buồn mấy quá. Đưa đây. Anh vô vừa nghỉ đi. Được rồi, để nó lo. Tí cục đá đi, tí cục đá đi. Rồi, lại cục đá đi. Cái cục anh đập á, đập cửa. Anh đi tắm rồi ra ăn cơm nha. Mọi chuyện là do cô Mai nó dụ dỗ em. Thôi được rồi. Và bỏ hay quá. Sợ tôi em. Tôi sẽ cho cô biết. Ủa hình như còn thiếu cái gì á, 500 anh em. Đúng rồi. 500 anh em á. Em đâu có cần biết, phải có 500 anh em. Thực ra thì tôi cũng có chút thiện cảm với anh. Tại vì nó luôn thấy anh nói là anh Long tốt lắm. Anh Long dễ thương, anh Long giỏi. Mày ngồi mày nhớ thôi, mày đọc mình mày luôn á. Đi vậy đây. Hỏi gì nữa mắt. Pixar Brand, đơn vị thiết kế logo, nhận diện thương hiệu và bao bì sản phẩm chuyên nghiệp. Pixar, Big Idea.